Bài học này được thực hiện bởi estation.edu.vn. Cách sử dụng câu ở thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn khá dễ sử dụng, chúng được dùng ở các trường hợp hay gặp sau. 1. Dùng để diễn tả sự việc đang xảy ra ở thời điểm nói. Ví dụ: I'm watching television at the moment. It is raining right now. 2. Dùng để diễn tả sự việc đang có diễn tiến nhưng mang tính chất tạm thời. Ví dụ: I'm looking for a new job. Don't take that ladder away. Your dad is fixing the roof. 3. Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Ví dụ: He is meeting her at the airport in an hour. Are they moving this weekend? Lưu ý, không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như see, hear, understand, know, like, want, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, believe. Với các động từ này, ta để câu ở thì hiện tại đơn. Ví dụ: I feel happy. She hates him now. Để đón xem nhiều bài học bổ ích mới, mời bạn click nút đăng ký kênh YouTube của eStation ở phía trên bên tay phải của video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.